Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã trở lại channel của mình. Thì mình là Mateo Gaming đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip để chúng ta show nhà cho anh em xem nha. À đâu, thực ra là show phòng thôi. Đấy, còn nhà thì để sau vì nó có nhiều vấn đề quá. Bố mẹ mình toàn ở nhà nên mình không ngại quay lắm anh ạ. Ok, thì như đã hứa 50k sắp thì mình sẽ show nhà. Đấy, thì mình sẽ chuẩn bị show đây. Còn trước tiên thì mình sẽ cảm ơn 52.000 anh em đã đăng ký và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Đấy, đã đạt được con số khá là lớn đối với mình. Nhưng mà còn người ta thì nhỏ như nào thì mình cũng không biết. Ok, thì mong trong thời gian sắp tới thì anh em sẽ ủng hộ mình, thì đạt được những con số lớn hơn. Ví dụ như là 100k đấy. Ví dụ đấy là cái mục tiêu ai cũng muốn. Thì cái mặt mình trước tiên thì đây, mình sâu cho nghe. Đấy, nó cũng khá nhiều mụn. Tại cái tuổi này thì chắc ai cũng có. Đấy, thế nên là cũng chả nói gì được. Với cả cái mặt mình có vẻ là nó hơi ngáo tí. Anh em thông cảm nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành đi show phòng cho anh em xem nha. Ok. Ok, thì hiện tại mình đang đứng ở trước cửa phòng đây nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến sâu vào phòng cho anh em xem nha. Ok, mình quay hơi rung tí anh em thông cảm. Đây, thì đầu tiên đây là cái chỗ sạc điện thoại. Còn đây là cái tủ quần áo. Đây cũng là một cái tủ quần áo nữa. Ok, thì cạnh cái tủ quần áo đó chính là cái bàn học. Đấy, em thể thấy bàn học của mình này. Thực ra nói là bàn học nhưng mà thực ra mình thấy toàn chuyện với cả cái nước gì. Đấy, anh em thấy một tập bài kiểm tra mình nên vứt đi nhưng mình lại để kia để thú tội với mẹ mình. Ok, đây. Đấy, cái bàn của mình. Sách vở bừa bộn, anh em thông cảm nhé. Đấy, sách vở rồi. Đấy, đây mình có thể mở cửa sổ ra cho anh em xem. Ui, đợi tí. Ok. Đấy, ngoài cửa sổ nó là ngó ra đây. Anh em nhìn thấy khung cảnh khá là ok đấy. Đấy. Còn đây là cái tủ quần áo. Thì thôi, chắc anh em không cần quan tâm nhiều đâu. Rồi, tiến sang bên đây. Thì anh em có thể thấy cái giường của mình. Với cả một cái quạt. Đấy, nhà nghèo chỉ cần dùng quạt. Tất cả như phải dùng điều hòa. Đấy. Đây, cái đệm thì... cái ga đệm thì hơi gay thì anh em thông cảm. Tại nhà mình nó hết cái ga đệm rồi. Đấy, cái khu ngủ của mình. Ở đây mình cũng giới thiệu luôn. Con điện thoại đi vào lòng người của mình. Nhưng mà nó hỏng bố nó rồi. Cái điện thoại này nó gắn liền với mình từ cái thời mình mới chơi game đấy. Đấy. Nhưng mà bây giờ nó hỏng mất rồi. Nên mình để cho nó làm tạm, giữ làm kỷ niệm thôi anh em ạ. Đấy. Thì bên cạnh đây, ôi giời ơi. Đây chính là khu làm việc của mình anh em. Đây. Có cái laptop này. Đấy, mình đang tải phim để xem. Đây. Còn đây là cái bàn phím anh em. Đây. Đấy, nó thay đổi các kiểu luôn cơ. Đấy. Đây con chuột. Đây cái máy tính để mình dành cho mình bấm. Đây cái tai nghe thì cái tai nghe cùi thôi nhá. Đây là cái điện thoại thứ hai. Cái điện thoại này mình dùng để quay clip anh em. Đấy, còn cái mình đang quay là cái con iPhone lần trước mình mua. Còn đây là cái ghế để mình ngồi làm việc. Đấy. Cái ghế này cũng chả có gì, nó cũng rẻ mà. Giống ở ngoài net anh em. À, còn đây cái cặp đi học, cái quạt ngồi làm việc. Còn đây là một cái mớ quần áo mà mình vứt ra đây. Đấy. Ngoài này lại có một cái cửa sổ tiếp. Đây, mình mở ra cho anh em xem. Ủa, chói thế. Đây anh em có thể nhìn thấy. Ngoài này là vẫn là cái khu để xe của cái chỗ trên kia. Đây. Bây giờ thì mình sẽ đến bên mở cửa. Mình sẽ mở cái ban công ra cho anh em xem. Đấy. Đây, ủa, chói lắm anh em ạ. Đây, anh em có thể thấy nó khá là bình. Đó, mình thấy nó nhỏ thôi. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ mở luôn. Mình sẽ vào nhà, đóng cửa. Ok, đấy. Thực ra cái phòng này nó chỉ thế. Sâu xí giọng sâu xa. Anh đây xấu xí nhưng trong lòng anh không có xấu xa đâu nha. Nha. Khẳng định cho em nghe một câu này em nhé, chịu làm vợ anh nhé baby.
Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã trở lại channel của mình. Thì mình là một tên Huy Minh đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip để chúng ta show nhà cho anh em xem nha. À đâu, thực ra là show phòng thôi. Đấy, còn nhà thì để sau vì nó có nhiều vấn đề quá. Bố mẹ mình toàn ở nhà nên mình không ngại quay lắm anh ạ. Ok, thì như đã hứa 50 cái sắp thì mình sẽ show nhà. Đấy, thì mình sẽ chuẩn bị show đây. Còn trước tiên thì mình sẽ cảm ơn 52.000 anh em đã đăng ký và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Đấy, đã đạt được con số khá là lớn đối với mình, nhưng mà còn người ta thì nhỏ như nào thì mình cũng không biết. Ok, thì mong trong thời gian sắp tới thì anh em sẽ ủng hộ mình thì đạt được những con số lớn hơn, ví dụ như là 100k đấy. Ví dụ đấy là cái mục tiêu ai cũng muốn. Thì cái mặt mình trước tiên thì đây mình sâu cho nghe. Đấy, nó cũng khá nhiều mụn, tại cái tuổi này thì chắc ai cũng có. Đấy, thế nên là cũng chả nói gì được. Với cả cái mặt mình có vẻ là nó hơi ngáo tí, anh em thông cảm nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành đi show phòng cho anh em xem nha. Ok. Ok, thì hiện tại mình đang đứng ở trước cửa phòng đây nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến sâu vào phòng cho anh em xem nha. Ok, mình quay hơi rung tí anh em thông cảm. Đây, thì đầu tiên đây là cái chỗ sạc điện thoại. Đây cái máy tính để mình dành cho mình bấm bấm. Đây cái tai nghe thì cái tai nghe cùi thôi nha. Đây là cái điện thoại thứ hai, cái điện thoại này mình dùng để quay clip anh ạ. Đấy, còn cái mình đang quay là cái con iPhone lần trước mình mua. Còn đây là cái ghế để mình ngồi làm việc. Đấy, cái ghế này nó chả có gì, nó cũng rẻ mà, giống ở ngoài net anh ạ. À, còn đây là cái cặp đi học, cái quạt ngồi làm việc. Còn đây là một cái mớ quần áo mà mình vứt ra đây. Đấy, ngoài này lại có một cái cửa sổ tiếp. Đây, mình mở ra cho anh em xem. Ủa, chói thế. Đây anh em có thể nhìn thấy ngoài này là vẫn là cái khu để xe của cái chỗ trên kia. Đây, bây giờ thì mình sẽ đi bên mở cửa, mình sẽ mở cái ban công cho anh em xem. Đấy, đoạn còn đây là cái tủ quần áo, đây cũng là một cái tủ quần áo nữa. Ok, thì cạnh cái tủ quần áo đó chính là cái bàn học. Đấy, anh em thể thấy bàn học của mình này. Thực ra nói là bàn học nhưng mà thực ra mình thấy toàn chuyện với cả cái nước gì. Đấy anh em, một tập bài kiểm tra mình nên vứt đi nhưng mình lại để kia để thú tội với mẹ mình. Ok, đây. Đấy, cái bàn của mình. Sách vở bừa bộn anh em thông cảm nhé. Đấy, sách vở rồi. Đấy, đây mình có thể mở cửa sổ ra cho anh em xem. Ui, đợi tí. Ok. Đấy, ngoài cửa sổ nó là ngó ra đây. Anh em nhìn thấy khung cảnh khá là ok đấy. Đấy, còn đây là cái tủ quần áo thì thôi chắc anh em không cần quan tâm nhiều đâu. Rồi tiến sang bên đây thì anh em có thể thấy cái giường của mình với cả có một cái quạt. Đấy, nhà nghèo chỉ cần dùng quạt, tất cần gì phải dùng điều hòa. Đấy, đây cái đệm thì cái ga đệm thì hơi gầy thì anh em thông cảm, tại nhà mình nó hết cái ga đệm rồi. Đấy, cái khu ngủ của mình ở đây mình cũng giới thiệu luôn, con điện thoại đi vào lòng người của mình nhưng mà nó hỏng bố nó rồi. Cái điện thoại này nó gắn liền với mình từ cái thời mình mới chơi game đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ nó hỏng mất rồi nên mình để cho nó làm tạm, giữ làm kỷ niệm thôi anh em ạ. Đấy, thì bên cạnh đây, ôi giời ơi, đây chính là khu làm việc của mình anh em. Đây có cái laptop này, đấy mình đang tải phim để xem. Đây, còn đây là cái bàn phím anh em. Đây, đấy, nó thay đổi các kiểu luôn cơ. Đấy, đây còn chuột.